gác á. Nay là ngày bán bu gieo ngày 7 tháng 6 2020 giờ lúc 14 giờ chiều mình sẽ lên gieo. Bữa nay thì mình nó có bán có giá sạn ký nha. 1 ký 300.000 giá sạn nha, muỗng nĩa thì 200 nhưng mà giá sạn thì 300, và giá sạn đặc biệt nó sẽ khác biệt là hàng này hàng tuyển lựa. Thứ hai nữa nó rất là nhẹ nhẹ hơn muỗng nĩa nha. À, và tiếp theo đó là nồi, nồi nóc và áp suất thì 1-2 cái gì đó. À, có giày hoặc là mình có bán thêm một cái phần là lõi của cái gỗ đấy là để lồng lồng nồi, nhưng mà mình kiếm lồng nồi cũng có thì mình có được mấy cái lồng hấp nha. Thì mình có số mình cũng có cộng vô nè. Mình cộng được tay nóng giống nhau này nhưng mà vô được bộ đi nha. Thì nó sẽ nó rất là dễ thương. Nếu nhà ai có dòng nồi cỡ cỡ đó thì mình đo thì có thể mua về lắp lại vẫn được. Nó không giống nhau nhưng mà nó vẫn là ra một nồi hấp rất đẹp nha. À, nhắc lại là giá sạn ký 300.000 chưa bao gồm phí ship. Mình sẽ căn ngẫu nhiên 1 ký. À, vô mã số nha, ngẫu nhiên nha, tức là mình cũng sẽ hốt ngẫu nhiên luôn. Tại vì mình sẽ hốt hết đóng luôn nha, giờ bắt đầu mới cho nó mau. À, bắt đầu là số 1 của video bữa nay là mình căn giá sạn đầu tiên nha, số 1 1 ký nha. Mình sẽ căn 1 ký giá sạn nha. Mình sẽ hốt ngẫu nhiên, ví dụ như giá nè. Rồi nãy kia thêm chút cho đó, mình giá là đủ 1 ký luôn nha. Nói chung 1 ký thì cũng rất là nhiều. Mọi thứ mình sẽ đem lên 1 ký. Cũng có nhiều thứ lắm. Bởi vậy đây là cái cuối đá này, mình hấu cho đủ ký mình để lên nha. Chứ giờ để thẳng thì nó không đó, nhưng mà cảm giác nó giá có nhiều hơn sao. Ký 300.000 rất là nhiều nha. Nếu mà mua lựa thì nó rất là mắc, mình bán vậy thì giá nó rẻ hơn. Mà hàng này là hàng tuyển nên mình bán bảo đảm là cái nào cũng là phải sử dụng hết nha. Tất cả đều sử dụng được hết trong gia đình đó sạc. Không, hết nước hả? Hết nước rồi. Mình đã hết nước rồi. Ký rất là nhiều nha, lựa chắc hơi lâu rồi, chết luôn rồi. Không lựa sẵn đó, lựa lâu quá à. Dừa. Nhưng mà hỏi sao ốm mà bệnh dữ không mà bệnh dữ. Mới chăng nhà giàu. Một cây cây dừa. Bà lội, cây rồi. Dừa. Ký rất là nhiều nha, nói thật sự là ký rất là nhiều luôn. Rồi bảy thì bà đỡ đi. Kiểm tra cho căng đủ chưa? Rồi được rồi. Cái này qua luôn. Một ký này nha, số 1 nha. Mình cầm không hết luôn nha, 300 ngàn nha. Đây là số 1, 300 ngàn rồi ghi sẵn. Thảo ghi cho. Dư tiền luôn. Số 1, 300 ngàn, số 2 nha, tới số 2 nha. Núi không? Trên núi không? Thiền Hà đi vô xem ra ngoài. Lên nhà Hà Thảo chơi hả? Lên trển chơi. Biết chỗ giờ có biết nữa rồi mà. Thôi chị đi được chị có. Con trái. Dốc không à. Bởi thẳng là cái bữa tên nữa. Cái cây này cây diễm đấy nữa. Không, chị đã từng đi. À, cây này vừa cây bào mà vừa cây diễm. Một ký rất nhiều nha. Mình cũng cố gắng mình lựa cho là cân bằng, chứ bây giờ nó cũng nhiều quá. Rồi, một ký luôn. Đó là bào rồi. Một ký lựa lại. Lựa cái chết quá. 300 nha, đúng 200 trời. Cái giác không, cái này giống bữa hổm rồi. Cái này là 300 ngàn thứ hai nha. Còn này tiếp theo là số 3 nha. Số 3. Không phải, cái này số 3.
cho miếng miếng. Cái này là quậy cà phê nha, cái này là cây quậy cà phê, cái này là quậy trứng, bánh trứng. Này là loại múc múc cái gì ta, cái này là loại múc múc mì, bì mì kia. Cái này là loại cào cạo rau củ. Nó mà căng tí thì cũng hợp. Đây là một múc cơm không có này, cái này lấy tổng đi, tổng mình có một cây lấy nữa. Mấy cây hết cây dài 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 luôn. Cái này là đồ cắt bánh nè, nó phải vô giác luôn chưa biết thứ nào cũng giác nha. Số 3 nha, 300 nha. Số 4 không thì cặn lửa đó, canh bằng thôi mà cái gì mình nhiều ít thôi. Đây là một cái cơm nha, đây là giá ha. Không phải là ít lắm, khi nào nó này nó cần thôi. Cái gì mà nó tròn nó chảy nó vuông. Đây là vợt nha, là giá nhỏ. Phải, lại lâu lâu cái bánh này thôi chứ. Cái bánh nồi thôi mà, cái nồi. Cái bánh nào mà không biết. Cái bánh nè. Chấp đá có chưa? Cái vợt kìa, vợt này nè. Vợt đó có chưa? Đủ rồi cha ơi. Đủ chưa? Thêm gì nhẹ đến đi. Nè, cho cái này thêm vô nha. Cái này là đồ nại bia. Xe giác một chút. Rồi bà Hỷ rồi. Bà Hỷ bà xuống đây nè. Bà xuống đây bà Hỷ cầm qua đi cho nhanh đi. Cái số 5 nha. Số 5. Cái này là đồ bào bột nha. Yep. Này là vợt. Không có mặt. Quá nhiều vợt. Vợt nè. Có vợt rồi đó. Có vợt rồi đó. Vợt có tính hay mình chưa cho được. Này có vợt này. Trời ơi, cứ lô. Cứ lô đau khổ. Lô nó đơn giản đâu. Cái này là cái đồ bào bột nha. Bào nghệ này nha, có thể cà nghệ nha, để lên giờ đặng chẳng mau ký rồi nó hơi nặng, thêm miếng nữa thì ơi, thêm gấp rồi đi, gấp này vừa nè, rồi đó tí giá nó đặt đủ rồi. Tiếp theo số 6 nha. Số 6 cái này đầu bào bào bột nữa nè, cái này giá nè, giá sạn nha. Mình sẽ cố gắng á, mình lấy nổi nhưng mà mình lựa cho nó cân bằng ra. Cái này đồ cắt bánh này nha, chứ không phải là không có lựa. Nếu không lựa là cái người á thì có thiếu chi nha. Gắt nó chưa? Gắt rồi. Rồi. Đồ bào chưa? Có chưa? Đây là bào nè. Bào đã có nhiều rồi. Nó trắng chưa? Ờ, nó trắng rồi thôi. Này cây cui. Đây là cây cui đa năng nha, nó sẽ có dụng cụ nhiều thứ trong đây nha, mình bỏ chung cho mau ký luôn. Chưa có đủ. Chưa đủ nữa. Để coi thêm cái giá đi. Giá mình nhiều lắm hả cha ơi. Giá nhiều đấy sạn. Sạn hết rồi. Nè, cho sạn nguyên khối nha, cho nó mau. Rồi đừng ký rồi đó, số 6. Ký số 7 đó bà Thị. Số 7 cái gì nữa, cái này số mấy vậy? Số 5 à, giờ tới số 6. Để năm đâu rồi? Đưa cái tờ giấy trắng đó. Không, tới số 7. Số 7 tôi ghi cho tờ. Số 7 nha. Đây là cái cây đánh trứng khổng lồ. Cây dấp. Cây bào. Cái này là cái gì quá mà thấy à, cái gì miếng ngạch múc nước trà vậy. Thôi nước là nước mắm. Đây là cái giá nguyên khối nè. Cái gì không lẽ không biết cái gì đâu. Trứng sạn mà thấy hình như cảm giác trứng sạn rồi. Đây là cái bào bột nha, bào bột còn nhẹ gì đó. Sạn kề sạn bánh nó cái sạn dính kìa. Một tí
rất nhiều nha, mình đã hốt ngẫu nhiên rồi, tức là những cái dòng này thì tất cả cái này thì sử dụng được hết, thiếu nhẹ nhẹ thì miếng miếng nè, cho đánh trứng nhỏ nè, đánh trứng nhỏ nha, rồi đủ đi, đi số 7. Mình cũng lựa ngẫu nhiên, mình sẽ cố gắng lựa cho nó cân bằng chút nha. Đi số 8 nha. Còn cái hồng nhôm này rất nhẹ nhưng mình vẫn tăng chung cho đủ đồ trong đây nha. Đây một cái vợt nè, vợt me. Mình căng là căng hết ra ngoài trong video luôn á, tức là mình sẽ không chừa lại một phần nữa. Khi hết trong mã số là mình hết luôn nha. Giờ đựng tí nữa. Không thêm miếng về nhà cho muỗng nhỏ vô rồi. À, giác luôn cho ngang rồi. Tới chú chín chín nha, chín chín. Chín chín, chín chín nè. Gấp nhanh lên lượt. Đây là cái cua nha, con này cái cạo dễ cái nha. Cái cây kem mụn. Giá. Đây là nước cơm. Đây là trứng. Đây là cái bát. Con nó vớt bọt. Đó luôn miệng lên luôn. Rồi. Gấp hết chưa? Đây, cái nồi cắt bánh nha. Cái cạo này cạo sợi. Rồi cái nhúng lên đi. Rồi chắc vừa luôn không? Yếu tí. Yếu. Nó chạy cho lên chút xíu đi. Tiếng gì nhẹ đi. Lấy cái này lên được gì? Hai cái này vừa nè. Rồi. Giác luôn. Tới số 10 nha. Tới số 10. Giá. Giá thì hơi nhiều hơn so với những cái khác, còn giá thì nó hơi nhiều. Giá là bị nhiều. Nhưng mà vẫn có đồ đầy đủ nha. Nha đây là cái bào khổng lồ, đựng cái bào khổng lồ nha. Tìm miếng nữa nè, này chắc là vừa đó rồi. Số 10. Số 10 rất nhiều nha, 300 ngàn rất nhiều là 1kg nha. À, nếu mà muỗng nĩa thì có 200 ngàn là do muỗng nó nặng với mình mua cũng rẻ hơn nha. Mà nói trước là giá sàn với muỗng nĩa nó sẽ khác giá. Còn đợt trước mình bán đồng giá nhau là lần trước là mình cắt kiện về nó khác nha. Cái này là cái đầu cua bia tâm banh. Còn cái này là cái đầu bào bột bầu nghệ gì đó. Gấp. Miếng đi vậy ký nha. Rồi chào cả nhà, rồi lấy chè đi không. Đi. Số 12 nha. Tao quậy nghĩ còn tiếp, tao còn tiếp chắc mình đánh đi chạy đi đâu quá. Đây là cái dạng. Trời ơi, rồi đừng có múa giá nhiều, lựa một hồi còn đóng giá luôn. Ừ, giá nhiều quá, tại cái này giá nhiều. Tôi nói bởi vì rồi. Để kiếm gì để vô. Đây là cái cua bia. Thôi. Giá đẹp nè. Cái giá này của Pháp nè nha. Giá này của Pháp luôn nè. Cái nào là đánh bánh, cái bột được rồi, ký rồi. Thôi yếu tí xíu là hai cái này đi, cái này đi. Số 13. Đây là cái đồ cười lon nè. Cui lon
hả? Cái nón này đây nè, nón tôi rồi, nón đẹp đẹp nè ha. Trời. Cái này đi, cái này đi, cái này, cái này đi, cái này đi. Rồi, cái này mới đủ. Rồi. Cái gì? Nè Thảo là A4, 14 nha. Xong bóp đi đâu? Xong bóp rồi chẳng đi đâu, cái bóp này nè. Cái này là vừa bài vừa làm cái gì nè. Rồi. Cái này đi, bé chọn cho cái chấm chọn rồi đi. Rồi cắt bánh. Rồi cắt dính nè. Gắt cái gắt, gắt nè. Thêm miếng nữa. Ừ. Cái đó có rồi. Vàng mà. Rồi mình vàng không muốn giữ lại. À đó chỉ giác rồi mình hiểu rồi. Số 15 nha. Số 15. Dư giá rồi. Đây là nãy bây giờ dư thì mình để lại, bữa nào mình có đủ thì mình quay lên nha. Dư giá là rồi. À, cái này giữ lại cho chị Thiên Long. Giá là đẹp nè. Kiếm cái khác ở vô. Cái này là cái đồ cũng đa năng lắm nè, mà không biết tôi sợ gì nữa. Cắt giá không à. Cắt đồ chơi à. Chưa ăn ký. Cái sạn đây cho đủ đi rồi, cho đủ ký rồi mình ngưng nha. Tại vì giá nhiều quá rồi nè. Ai mua giá không? Giá cũng bán ký 200 ngàn luôn, nhưng mà giờ nó nhiều giá quá mình cũng à. Rồi ra cái mốt này, cái này nặng lắm. Đó rồi được rồi, được cái giác rồi, rồi. Hết nha, mình chuyển qua nồi nha. Mình chuyển qua nồi nha. Giờ tiếp theo mình sẽ quay qua nồi nha. Giá sàn thì tới 15, 1 kg thì 300 ngàn, 300 ngàn cho bao gồm cái thiết nha. Giờ tới nồi nè, cái nồi này rất dày luôn nha. Cái nồi này cũ mới và Hiệp, cái này là cũ mới vậy. Cái nồi này là 2 kg nha, cái nồi này nguyên khối khá to. Đường kính cái nồi mình sẽ đo nha. Cái con này là khoảng 24 phân, cao 14 phân, cân nặng là 2 kg nha. Con này là 800. 800 nha, con này là 800, nguyên khối nha. Nặng 2 kg nha, nặng 2 kg luôn nha. Là 24, 15. Chúng sử dụng điện từ 2 đáy nha, để mình đo xem cái 15 phân nha. Đây số 16. Ờ trời nó dày nó ơi. Hàng có thương hiệu nè. Con này 800 nha, 2 kg. À, nặng cũng xếp luôn. 2 kg nha, 24 15 phân. Sử dụng điện từ nha. Cái con này thì 1,5 kg. Con này là 650 nha. Này dòng nội nhật nha. Cái nồi này thì cũng dòng 2 đáy nè, 2 đáy tất cả dùng từ, cái này dơ nha, cái này dính dơ nè, chùi ra nha. 2 đáy nha. Cái nồi là 1,5 kg nha, 1,5 kg. Đường kính con này là 25 phân, cao 13 phân nha, con này cũng to nha, con này cũng luộc gà ngon, nấu cháo ok luôn, 650 số 17 nha. 25 25 mười mấy phân cơ. 25. 25 cao 14 15 phân nha. Còn cái quánh này cũng đẹp nè. Quánh này là 600-800 g, hai đáy nha, dòng hai đáy rất đẹp. Đường kính con này là 28 phân nha. Cân nặng của nó là 800 g, 350 nha. Cái này là 350 800 g nha. Rồi cái nồi hai tay nè. Nắp nó không vậy? Nắp nó không vậy? Hẹp, hẹp nè.
này của nó sao nó kỳ kỳ hết ta. Bánh này của nó dừa nhưng mà nó hơi nhạt nha, dừa nhưng hơi nhạt. Cái nồi này dầm hai đáy nha, hơi thấp một chút. Cái nồi này á, là chiều rộng 18, cao 9 phân nha, cân nặng nó luôn nắp á, cộng luôn nắp nha. Số 19 nó sẽ là ký mốt 350 nha, 350 chứ bao gồm cái ship nha. Con này nặng ký mốt nha, dầm hai đáy. Con này nhỏ 18, 8 phân. Sáu trăm gram. Con này là dùng điện từ không? Dùng điện từ luôn nha. Con này hơi bé bé xinh xinh nha. Con này đường kính 17 phân, cao 9-10 phân. Con này dễ thương lắm. Con này là 600 gram, 250 nha. Con này nhỏ xíu à, 250 nha. Mà nhẹ nữa, 600 gram à. Đường kính 17, cao 8 phân. Con này mới hấp dẫn này nha. Cái con này mới hấp dẫn này. Con này là hàng của Nhật, Nhật hay Mỹ đây. Con này có cách hơi nè, người Mỹ Nhật đây. Có chữ đây nè. Này lúc nào đẹp á. Con này là inox chống dính nha, inox chống dính đặc biệt có thương hiệu rất nè. Con này inox chống dính nha, chống dính còn rất đẹp. Con đường kính thẳng 20 phân, cao khoảng 8 phân nha. Con này 450 nha. Cân nặng của nó là 1,3 kg nha, 450 1,3 kg. Nói chung là gần 1,4 kg đó. Nói chung là 1,3 kg. Cân nặng ấy trời ơi, cho nó giờ chết rồi qua bớt tới 100 gram nặng. Vậy là cái nồi nãy đâu, cái nồi đầu tiên nó mất tiêu. Cái nồi này là 21, 450 nha, gần 1,4 kg nha. Cái nồi này nãy 2 kg á. Nồi con đó con này gần 2,1 kg luôn. Đây, ở đây. Rồi, con này là 450 nha, gần 1,4 kg nha, số 21. Mình nãy mình chỉnh là mình đẩy cái giấy lên rồi mình quên chỉnh lại. Tiếp theo. Một con nồi một gần 1,7 kg nha, một con là lẩu nha. Nồi lẩu là dùng cái từ luôn nha. Cái này mua in Japan luôn mới ghê chứ. Cái này là Japan luôn này, có in này nha. Có con in thì mình nó in nha, không có thì nó không có nha. Cái này nó có đóng Japan luôn nha. Có con thì in mà nó in, con đóng thì nó đóng, không đóng thì thôi. Gần 1,7 kg nha. Đường kính con lẩu này hai tay rất đẹp. Dòng này Japan rất đẹp, nó sẽ là 25 phân, cao khoảng 7-8 phân nha. Rồi số 22. Con này thì 650. Con này nó 650 nha. Nó dòng Nhật nhưng mà nguyên khối nha, Japan. 650 dòng lẩu nha. Nặng lắm nha, 1,7 kg nha. Nè. Một phim con nồi nè. Nồi này thì 1,1 kg à, nhưng mà nó cũng đẹp lắm, nó cũng nguyên khối nè. Dùng điện từ được luôn nha. Cái nồi này thì cũng dành nấu canh là một gia đình 3-4 người ăn rất ok, 23 phân. Cao 12 phân nha. Cái con này thì 23-13 phân. Cân nặng là 1,1 kg nha. Con này thì 450. Số 23 nha, 1,1 kg nha. 23-13 nha. Con này nóng nồi canh gia đình ăn rất ngon. Nó còn được nguyên bộ nguyên bản luôn nè. Rồi dòng nồi Nhật nha. Dùng điện từ được luôn nha. Rồi đây là nồi lẩu lắp ráp của mình nè. Đây là mình tự lắp ráp nha. Tại vì mình mua cái lồng này nhiều lắm, mà một số mình lắp được, một số mình lắp không được, thì mình nào lắp vừa thì mình bán nha. Cái này thật sự là nó nói như vậy thôi nè, nhưng mà do mình tìm được cái này mình lắp lên nên thành ra bộ nè. Rồi được một ký tư nha, hai tay khác nhau thì là do mình lắp ráp cũng như cái mình như mình bán ngang cái lồng đi. Rồi anh chị em mua về á, thấy cái nồi nào mà vừa lắp ráp vô giống như mình lắp vậy nè, tay nó khác nhưng mà thành một loại hấp bé bé nha. Cái hấp này đường kính của nó là 22 phân, cao 9-10 phân nha. Còn nếu dụ không dùng hấp á thì anh chị em á dùng cái nồi về bình thường, nồi bình thường nó là 1 kg rồi nha, cộng thêm là hấp nè, vừa lắm luôn, cưng lắm luôn. Nó sẽ ra là 1,4 kg nha. Con này 1,4 kg. Con này là 500 ngàn hai cái nha.
500 ngàn một cái dòng hấp và một cái nồi hấp, một cái nồi nha, nó sẽ như vậy nè. Nè, 500 ngàn nha. Có cái thứ hai nữa kìa. Đây nè. Đây này này cũng mình cũng lắp nè. Cái này mình vừa bữa nay mình lắp luôn nè. À, cái này lúc đầu là cái nồi vậy nha. Đây cái nồi vậy. Sau đó mình tìm được cái lồng hấp mình bỏ như vậy thành ra vậy này nha. Nó sẽ 1,3 kg. Con này thì dễ hơn, con này thì tại vì nó không có giống nhau nhiều thứ á. Tay này cái nắp này. Con này là mình sẽ cho là 450 nha. Hàng lắp ráp nha. Là tính ra là nó một cái lồng hấp và một cái nồi nha, cái lồng hấp của nó là đường kính nó làm bự hơn nãy nó sẽ 22, cũng cao khoảng 8-9 cân nha. Nó sẽ được như vậy nè, cái lồng hấp là 450 nha. Cưng lắm, cái này hấp ăn gia đình rau củ thức đỉnh được. Đây là cái quánh pháp. Cái này là cái gì? Cái quánh pháp là cái thố dơm của Pháp trong dính nha. Cái này thì em được đẹp lắm. Chứ mình để xài á. Cái này thì của Pháp nè. Cái này cái phần chày này nè là do người ta dùng cái tay cầm người á, người ta sử dụng nên nó chày chứ không phải là nó bị chà chày nha. Nó chỉ chày theo cái đường viền trên này thôi, không ảnh hưởng bên trong. Bên trong thì nó bị ít thôi. Cái nồi này á là cái nồi này á là 150 nha. 150 chứ bao gồm một xíu. Nó không được đẹp. Không được đẹp nha. Nhưng mà nó cũng sử dụng được. 21 phân. Cao 8 phân, 150 nha. Cân nặng của nó là được nửa ký. Rồi. Mấy con này đẹp hơn nè. Con này khá đẹp, nó cũng cái này chắc phải là do nó chày đâu, do cái kích thước nó sẵn gì á. Con này thì đẹp hơn nha, có Pháp luôn nha. Con này là 21 phân, cao 8 phân. Con này là cũng nửa ký 200 ngàn nha. Con này 200 ngàn nha. Tiếp theo. Đây là cái nồi lẩu nè. Cái nồi này dùng điện từ được nha. Cái này là có Moen Japan nè. Cái này là có nè. Có thương hiệu nha. Cái này là có thương hiệu. Nó sẽ là 1,4 kg nha. Đường kính là mình sẽ đo nó sẽ là số 28, 1,4 kg. 1,4 kg đường kính là 25 phân. Cao khoảng 9 phân, khoảng 8-9 phân nha. Con này là 1,4 kg. Con này là 550 nha. Cái nồi này dùng từ được nha. 550, 1,4 kg. Rồi nặng lắm, đẹp như khói nha. Có thì thương hiệu chịu sử dụng điện từ được nha. Tiếp theo cái quánh nè. Cái quánh có nút xả hơi nè. Cái quánh này có nút xả hơi nữa nè. Cái quánh này thì sử dụng điện từ được luôn nha. Cái quánh này số 29. Cân nặng cái quánh này với nắp luôn á là 1,2 kg. Cái nắp này cũng nặng cái quánh nha. Đường kính của con này là 25, cao khoảng 5-6 phân. Con này 1,2 kg. Con này là 450 nha. 450 chứ bao gồm ship ship siêu đa nhận hàng trả tiền. Mình bán như lúc 14 giờ chiều mỗi ngày trên kênh Tân Nguyên của mình nha. À, điện trực tiếp đi số điện thoại hoặc là điện trực tiếp Zalo và cho mình số thông tin số điện thoại để mình dễ chốt hàng liên lạc nha. À, mình cũng bán bên Zalo luôn, nhưng mà là cuộc gọi trên Zalo chứ không phải nhắn tin nha, cuộc gọi trực tiếp Zalo. Rồi, số 29 450. Và cuộc gọi trực tiếp số điện thoại nha. À, khi mà đã chốt hàng thì thông tin địa chỉ thì anh chị em cho mình để mình dễ gửi hàng đi. Một cái bộ lẩu hoàn thiện nữa. Cái này là hoàn thiện nó luôn nha. Cái này là hoàn thiện bộ hấp nha, bộ hấp hoàn thiện đó ha. Cái bộ hấp này thì nó hơi to hơn. Này, nó không có dày nha, mình nói trước con này không có dày. Con này cân nặng hoàn thành của nó thì nó có 1,2 kg à. Con này có 450 nha, tại vì nó có 1,2 kg yếu một chút à. Đường kính của nồi hấp này thì con này có 450 nè. Đường kính con này là 25 phân. Cao 9 phân nha, nguyên nhân nó vậy là do nó bị nhẹ thôi, nó nặng lên nó mắc đó. Con này còn nhẹ, còn nó hấp hai nồi hấp kia nữa, nó sẽ là 430, 450. Tiếp theo con này là 1,1 kg nha. Con này thì cái nồi rất dày, cái nồi dày nha, cái nồi dày sử dụng từ nha. Cái nồi rất dày, cái nồi không là 800 g, đường kính nó khoảng 25 giác, cao nó khoảng 8 phân, luôn nắp đó là 1,1 kg. Con này 500 nha, 500. Nồi dày nhấp nắp mỏng nên cái nồi cái nắp này có nghĩa cho quan trọng. Cái nồi đường kính cái nồi này là 25 phân hay gì anh em mới đâu quên nè, 25 phân nha, cao khoảng 8 phân, nhắc lại luôn số 31, 500 ngàn. Cái nồi này đẹp lắm nha, đẹp lộng lẫy luôn, đẹp như mới luôn vậy đó. Hàng này sử dụng từ được nha, hàng này hàng tỷ của mình.
Rồi nó sẽ là số 34 500 ngàn. Ai da chở nặng. Đó ơi. Cái nồi này nặng lắm nha. Cái nồi là nồi lẩu. Trời ơi, cái nồi này hôm qua mình nhớ rồi. Cái nồi này nó dòng nồi Nhật rất đẹp luôn, nhưng mà do nó không được từ nên bị rớt tới ngày hôm nay. Con này là cũng nhưng giá hôm qua nhiêu quên rồi. Con này hôm qua có lắm nè. Nồi đó trời, nồi không được từ á. Hôm qua nhà Mỹ gì chị? À, cái này của Mỹ mà. Cái này của Mỹ nha. Ủa ta, trời ơi. Nhớ rồi, con này của Mỹ nha. Trời đất ơi. Mình sẽ đánh con này là 900. Hôm qua là bán 1 triệu luôn á. Bây giờ là xuống 900 luôn. Cái này của Mỹ nha. Nó không dùng điện từ nhưng nó là của Mỹ. Rất đẹp nha. Đường kính con này là 28 phân. Cao 8 phân nha. Con này là 900. Số 32. Cái này là của Mỹ nha. Nồi nắp thì cũng đẹp hết trơn á. Con này của Mỹ nha, 32 900. Có mấy con này quải cho đầu thì chạy. Không dùng như vậy. Ây da, chạy. Cái tay này hả, có cái cắn nhẹ phọc nó bị như độ nóng nó chạy vô nè. Cái này Mỹ Nhật đây. Con này của Mỹ luôn nha, con này của Mỹ nè. Con này là 2 kg 1 nha, gần 2 kg 2. Con này của Mỹ nè. Trời nặng gì. Sao mà bị gì trời. Mấy con này đẹp nữa. Mấy con này khá to nha, mà chỉ dùng lửa không dùng điện từ nha, mà của Mỹ nha, con này của Mỹ luôn. Đường kính con này sẽ là 28 phân, cao 11 phân, cao 11 đến 12 phân. Ủa, sao nào á? Đúng hả? Đi xe kia gì bỏ xe đó gì. À nó sẽ là 2 kg 1. Hằng hay là 2 kg 2 nha. Con này mình sẽ bán là 1 triệu nha. Mà không nấu được từ từ á. Không dùng điện từ, số 33 con này của Mỹ nha. Giờ là hai con Mỹ đi xe song song với nhau không dùng điện từ. Hai con này do nó rớt lại, giờ là do không dùng từ. Nó rất đẹp. Rồi con này của Nhật nha. Con này có 900 g à. Con này cũng đẹp đó. Rồi không dùng điện từ luôn. Con này là 450 nha, không dùng điện từ nha. Đường kính con này khoảng 26 phân, cao 10 phân nha. Con này thì không dùng điện từ luôn, số 434, 450, bự, 450. Có con ở xíu anh cũng 450 nha, do cân nặng đó. Con này thì được 1 kg luôn. Con này là con dùng điện từ. Con này dùng điện từ nha. Này, con này được gần 1 kg, con này 500 ngàn nha. Đường kính con này á, đường kính này nó sẽ là 26 phân, cao 10 phân nha. Con số 35, 500 ngàn. Tiếp theo số 36. 36 con này thì cũng gần 1 kg. Đặc biệt dùng từ luôn nha. Con này cũng giống con nãy vậy đó. Mình nhơ mà. Đi lấy cái nắp kia đi bà Thủy. Lấy cái nắp nắp này lại. Này cũng 500 ngàn, số 36 nha. Đường kính là đường kính con này cũng 26 phân, 26 dùng từ nha. 26 cao 10 phân, số 36 dùng từ được luôn. Được tiếp theo con nhôm mà chưa hết nhôm đi, họ điện nhôm chung mình có 3-4 con nhôm chung ở trong nồi á. Con này nặng quá, con này 1 kg 6 lên nắp nha. Dùng điện từ nha, trời cái nào dùng điện từ ngon lắm nè. Cái nào này khá to nha, nặng nữa nha. Con này là 700 ngàn nha. Bự là dùng điện từ nè. Cái con này luộc có 2-3 con gà luôn.
hai con gà 30 nha. Cao là 17 phân nha, con này dùng điện từ được nha. Đây là con sao. Con sao dùng điện từ. Số 37 700 ngàn nha. Rồi tiếp theo mẫu con này cũng khá to luôn. Con này là 1,4 kg luôn. Con dùng điện từ không? Không dùng điện từ. Cái con này giống con nãy nha. Đường cân nặng đó là 1,4 kg. Đường kính là 27 phân. Cao 14 phân, cũng lột gà luôn nhưng mà không dùng từ. Cái con này thì thua con đó một chút. Ủa, không được hả? Không, con này là con 600. Không dùng từ nha. Con này khá nặng, khá đẹp. Ê, inox còn mà. Nào. Nè. Quánh. Ờ, một cái quánh cuối cùng. Đang quánh nè. Ờ, còn quánh, nó quánh Mỹ đó. Cái này là quánh Đức nha. Cái này là hàng dòng của Đức nè. Cái này là những cái tay cầm liên tục là của Đức. Nhưng mà ai không thấy chữ thương hiệu Đức. Nhưng mà hàng này của Đức nha. Nó dòng của Đức, không có ngực, nó là nguyên khối nè. Rồi anh Trọng dùng điện từ đâu hết cơ thể. Không mà hết chứ trời ơi. Hết rồi, cái này dùng điện từ nha. Cái con này dùng điện từ. Cái con này sẽ là 27 phân. Cao 8 phân nha. Cao 8 phân. Nó là số 39. Con này là gần 2 kg nha. Con này gần 2 kg, con này là 900 ngàn. Con này sử dụng điện từ nha. Con này sử dụng từ, con này là nồi quánh Đức chứ không phải là Nhật nha. Mẫu nó mẫu Đức đó. Nồi quánh nữa, quánh quay. Cái quánh này là quánh Mỹ nha. Quánh này âm quay luôn cái gì á. Cái này thì của Mỹ đó, USA đó mà không biết của cái nước nào đó. Trên đồn gì. Cái con này làm 1,1 kg nha. Con này là 650. Dùng điện từ. Gì? Trời, cái này không dùng từ trời. Giả mang. Con này là của Mỹ nha, không dùng điện từ nha. Con này đường kính nó là sẽ là 23-24. Cao nó khoảng 5-6 phân này, bộ 600 ngàn nha. Con này của Mỹ. Cân nặng 1,2 kg mà không dùng điện từ nha. Của Mỹ, con này của Mỹ không dùng điện từ. Rồi tới một loại nhôm khổng lồ. Loại nhôm này là nó sẽ là nặng là 2,6 kg nha. Đây là nhôm, là bên trong nó thì có những cái này là do sử dụng thời gian hay là do bị đụng nước gì đó. Bên trong nó nổi nặng trời trời, giác không nổi nồi luôn. Cái này là gan nhôm đây. Cái nồi không á là gần 2 kg nha, còn cái nắp nữa là 2,6 kg. Chết luôn, người ta khó nè. Gì đâu mà. Con này 900 ngàn, số 41 nha. Cái nồi này khá to nha, 900 ngàn nha. Mình đánh cho 900 ngàn luôn. Cái con này sẽ là 28 phân. Cao khoảng 8 phân nha. Con này 900 ngàn, số 41 nha. Nhôm nha, nặng 2,6 kg nha. Con này lên tới 1 triệu vẫn được, mình bán 900 ngàn. Rồi. Tiếp theo con nhôm thứ hai. Rồi, căng con nó coi. Chưa lấy căn này nhôm cây, con này là 1,9 kg nha. Con này 1,9 kg nhôm nha. Nhôm thì không dùng từ. Con này khá to, khổng lồ, khổ lòng. Con này sẽ là gần 30 phân. Cao nó khoảng 10 phân. Giờ ở đâu vậy? Con này sẽ là 1,9 kg. Con này số 42. Số 42, ký 9. Con này mình sẽ bán 800 ngàn nha. Con này 70. Rồi một cái con nhôm hai đầu nè, có thể sử dụng là một cái nồi, một cái chảo. Đây. Cái con này nó sẽ là 2 kg. Nó sẽ hai đầu nha. Nó sẽ dùng một cái chảo và một cái nồi nè. 2 kg nha, con này là 900 ngàn. Dùng hai nồi nha, một cái chảo và một cái nồi nha. Đường kính của cái con này á nó sẽ là 25 phân. 26 phân. 10 phân nha. Cái này là vừa cái nạ chảo vừa cái nồi nha. Số 43. 2 kg, số 43. Rồi, nhôm tiếp. Đây là bộ nhôm nè, bộ nhôm này hết nhẹ hơn nè, mình cũng dễ cưng lắm. Nó cũng cái 8 nha chứ nó nhẹ nha. Con này nè. À, nó vừa là cái nồi nữa nè nha. Vừa là cái nắp luôn. Đẹp. Nhôm rất đẹp luôn. Cái bộ này nguyên khói nha, nhôm nguyên khói nha. Con này là 800 ngàn nha. 800 ngàn. Ăn cái gì căng đây?
nó sẽ là 24 phân, cao 8 phân nha. Nó sẽ là số 44 44 800. Mấy ký, mấy ký? 3 cái rưỡi gì đó. Ăn thịt được rồi. Trời trời, 3 ký mấy luôn. Đấu giá luôn, trời trời, bả mập. Được cái này, cái đầu bán là căn mèo. Bán mèo luôn. Mập lù à. Cái con này là 4 lít nha. 4 lít. Có là hấp luôn á. Con này hấp kìa. Cái này là 4 lít nha. Con này 4 lít là có như còn hấp nè. Đây. 4 lít nha, nhưng mà rất đẹp. Cái con này là 2,3 triệu. Chưa ngay mẫn nha. Rồi. Con này là 2,3 triệu. 45. 2,3 triệu. Cân nặng đó là 2,8 kg nha. Con áp suất Pháp. Áp suất Pháp. Rồi. Nó là nặng 2,8 kg. Rồi. Rồi mình còn mấy cái này nè, cái quánh này nè. Cái hấp. Ai có đồ thì chồng nó được thì mua nha, mình đo đường kính nha. Chưa, mình đo đường kính cái. Cái con này là khoảng 20-21 phân. Bề rộng của nó dưới là 16-17 phân nha. Lọt lòng con này là 7-8 phân. Con này là 150 nha. 150. Quánh hấp nha. Nè, nếu mà có mà vừa thì điện cho mình nha. Còn không vừa thì thôi, mua để trụng cũng được. Tiếp theo con này y chang luôn, mà con này sẽ cũng 150 luôn, nhưng mà mình sẽ nói gì nói nha. Con này thì nó bự hơn, nó sẽ là 21 phân. Đường kính dưới là 18 phân nha. Lọt lòng nó là 8 phân, cũng 150 luôn nha. Đem về đặng trụng cũng được. Ví dụ như không vừa thì vớt cũng được. 150 nha, số 47. Nếu mà nó có nó mắc lắm, mà tại này thêm cái này. Cái này ví dụ không có đãi dừa thì mình đãi vô mình trụng trụng dao trụng luộc. Nó sẽ là 19 phân, độ cao nó khoảng 15 phân. Bề rộng đất của nó là 15 phân luôn nha. Cái con này thì dễ hơn. Con này cũng trăm mấy nè. Con này thì 130 nha. Rồi. Đem về rồi, con này đẹp nè. Con này thì 800 g. Cái con này đường kính 22, cao gần 19-20 phân nha. Cái con này thì 200 ngàn. 49 nha, 200 ngàn. Tiếp theo, con này thì bự nè, mà nó có 600 g, mà nó sẽ là 22 cao 18 phân nha. 22 cao 18 phân. Con này thì 150 nha. Lý do là có thể về mà không sử dụng thì bỏ cái nồi lớn vô để mà luộc trụng mì, trụng bún gì đó. Nó số 19, 50, 150, 51. Con này thì rẻ hơn này nha. Đường kính con này là 24, cao 24, cao 13. 24, cao 13 nha, nó sẽ là 400 g. Con này là 130 ngàn nha, số 51. Rồi 52. 52 nó sẽ là nửa ký. Con này thì 150 nha. 150 nha. Con nửa ký nó sẽ là 27, cao 10 phân nha. Cuối cùng là kết thúc hàng lắm, hàng bán nó chung lắm. Rồi. Đây vậy nè, còn nó kìa, mình hát cho hết luôn. Còn đây nè. Rồi, cái này thì hơi dày nha. Cho 50, cho thêm số thôi. Hơi gấp. Số 53 ha. Con này thì 200 ngàn. 200 ngàn dày nha, nặng cân nặng 600 g, đường kính 23 phân. Cao 15 phân nha, 53, đường kính 23, 15 phân nha. Rồi 200 ngàn. Tiếp theo. Con này thì cũng 200 ngàn luôn. 54. Con này là 200 ngàn luôn nha.
đường kính con này là 24, cao 14 phân. Tiếp theo con này thì dẻ nè, con này thì 120 nha, con số 55 120 nha. Đường kính con này thì 24, cao 14 phân. Rồi hết. Không cam khởi đây. Rồi bye bye, hẹn gặp lại mỗi ngày trên kênh Tân Nguyên của mình lúc 14 giờ chiều nha. Bye bye.